Hello, xin chào các bạn. Đây các bạn ơi, bữa nay mình sẽ ăn tôm hùm đất các bạn nha. Trên tóc của mình có tuyết. Đây các bạn, đây thì mình có chuẩn bị sẵn nước nè. Đây mình có xào với lại ớt. Mời các bạn nha. Nhà mình không có chanh các bạn, nên thành ra mình sẽ rưới chút xíu cái này giống như là chanh vậy đó. Cái này là nước chanh, tại vì mình ăn chanh á, ăn không hết các bạn ơi, họ toàn bán nguyên bịch á, mình ăn xong rồi dục nhiều lắm. Mua cái này á, xài xong rồi cất vô tủ lạnh. Mời các bạn nha, nói chung nó không không có thơm bằng các bạn. Mình sẽ để cái này bên đây. Cay nha. Mình ăn thử miếng không ta? Yes. Thử miếng nha. Ai là không? Ok. Nó thích ăn bắp thôi. Có muốn ăn bắp thì con qua ăn bắp đi. Lấy để muốn lấy nào lấy. I didn't know Gochujang. Oh. Chứ hả? Ngồi áo toàn dính lông kêu mày. Muốn lấy cái nào lấy con. Wait, is this a different sauce or do you Ừ, just... that's different. Really, that sauce is good. Cái á. Đâu có cay đâu, đâu có nóng đâu. Ngon. Có người khen ngon quá chứ. Cái cay các bạn ạ. Đã. Đi ăn vô con mắt.
sợ tôm không? Nó không có sữa nó không chịu. Có chả ớt luôn. Trời ơi. Nó cay cay. Sốt của nó ở dưới nè. Cay hả? Hơi hơi. Trời ơi, biết từ hơi hơi nữa cô chú. Học từ ai vậy? Mẹ đâu bao giờ nói từ hơi hơi đâu. Chút chút rồi mẹ, mẹ hay nói. Học từ tivi cô chứ, hơi hơi học từ tivi, trời ghê chưa. Thế mẹ coi cái gì mà học từ tivi à? I watch you like this morning. Oh, nó mới học sáng ngoan không? Hai ngày một đêm. Mình coi hai ngày một đêm, nó học từ hai ngày một đêm hơi hơi. Nhưng mà thật sự mình chưa có... Ít khi nào mà dùng từ đó mà toàn là chút chút là mình dùng nhiều. Chứ hơi hơi thật sự luôn, nghe nó nói mà mình giật mình. Học từ hai ngày một đêm, ghê chưa. Sáng mình mở mình coi. Lấy cái công lấy nào đấy, lấy cái ở dưới nó thấm nè, sauce nè, có nhiều sauce rồi, lấy ở dưới hết. Cái nào cũng được. Take the bottom, from the bottom. Nhà hai đứa mà ở với bà nội nhiều là sẽ giỏi tiếng Việt nha cô chú. Nói chung mấy cái này á là đông đá mà các bạn. Ngon lắm, so sánh với lại tươi thì nó khác hoàn toàn nha. I got sour. Hử? Cho mẹ lấy nước nha. Mẹ để ốc. Mẹ để chanh. Mình để là mình lựa nào, thử chắc ăn nhanh coi là mình có ăn nổi không, ăn hết không. Mình không muốn làm video nó quá dài. Trên này là nó sợ tôm của chú. Nó kêu nó sợ ống mắt nè. Nên thành ra nó không bao giờ đục. Với lại hả? Cái mặt on seafood bên này nó không có quá mắc giống bên Việt Nam. Bên Việt Nam nè, những người mà công nhân bình thường á, vào trung bình á,
nhiều khi là cũng phải mua seafood cho cả gia đình ăn là cũng phải cả tháng tiền tiền lương luôn chẳng hạn, hoặc là nửa tháng hoặc là hơn nửa tháng luôn. Bên này á, một ngày đi làm thôi là ăn được rồi mà, là lương trung bình nha, còn có nhiều người mà lương cao nữa thì mình không bàn tới luôn, nhiều khi một tiếng của họ chưa tới một tiếng của họ. Đó đó là mình đang nói người trung bình á, lương tối thiểu á. Bởi vậy bên này là thịt cũng vậy, cái món thịt này kia cũng không có quá mắc, rau lại mắc nha. Riêng về seafood nè, tại chúng nó không chịu ăn thôi, mà mấy đứa nít đây mình thấy ít ít chịu ăn lắm. Các bạn để ý đi, người Tây ở đây cũng vậy luôn, họ ăn gà toàn là ăn mấy cái gà mà không có xương, chứ cần nó gạch này kia. Thì mấy đứa này á, người Việt Nam nhưng mà nó sinh ra đây nó cũng vậy. Cá này kia là toàn là ăn mấy cái giống như là lóc xương sẵn hết trơn luôn. Còn bản thân của mình là mình thích ăn có xương nha. Có nhìn cái gì ạ? Ấy. À, vụ nãy giờ các bạn thấy không? Vụ nãy giờ không là không đó. Tôm nhận thì nó ăn nha. Đúng, quá. No. Ring shrimp còn ăn quá. Thích, thích ring quá. Trời ơi, có đợt nhớ mình đi qua Mỹ, mình mua cho mình làm video. Xong rồi nó lấy nó ăn hết trơn luôn. Nói khang. Nói chung là nó thích cái đó thôi à, thích tôm tôm nhận á. Hôm bữa mua nguyên nguyên dĩ là mình ăn chỉ có khoảng 4 5 con rồi mình làm video thôi, còn lại nó ăn hết sạch sẽ, không ngờ luôn. Who else? Wow, nước sốt quá trời. Nó cay mà nó hút dữ, nó là nó sạch. Này là khoảng 5 phao nha, mà mình còn trong nồi nữa, mình chưa có lấy hết. Wow, đã quá. Chè nè, qua đây. Nó thấy này là nó không chịu đâu. Nhưng mà hy vọng. Chè nè, qua đây mày có cái gì cho thêm là ăn nè.
Come here. Come here. What am I hỏi này sao? I'm just asking you something. Mày mở cho tôi ăn này nha. Yeah. Yes. Một con thôi. Ăn thôi. This one. Cậu chú nó trốn luôn à. Ờ các bạn ơi. Các bạn ơi, mình sẽ dừng video đây ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp các bạn trong video tới.